tới nó nghe nè, hôm gà trời mưa anh thức cái ống cống ở trong trong nhà nè, sao tự nhiên nó hụt lên nó hôi quá trời luôn á. Bây giờ hình như là ai cũng nhà ai cũng bị vậy chân biết sao không? Trời mưa bão nè, mưa nè thì nước ở ngoài nó sẽ cao không? Nó sẽ tràn ngược vô cái trong nhà mình, cái mùi nó tràn chết luôn. Hình như là cái mùi nó rất là khó chịu, không mới là biết bao nhiêu nhà mà bị á. Nhưng mà không gà ai cũng kêu anh đó là sửa sửa giùm hết trơn á. Có cái cách nào mình làm mà mình đẩy cái đó lại không? Làm dạng như cái nắp á. Muốn làm mà cái nắp mà đặng đẩy cái ống cống hả? Đúng rồi, cho nó kín kín chứ bây giờ nó hôi quá anh chị không nổi luôn á. Nó trong toilet rồi cái nhiều khi mở cửa ra cái mùi nó hôi lắm luôn á. Trời, nếu mà làm cái nắp rồi mất công là ví dụ mà em làm cái nắp phải không? Ví dụ cái em xả nước thì là nó dính ở trên này sao? Dỡ cái nắp ra cho nó chảy xuống hả? Chứ thì sao bây giờ? Chứ nó hôi quá sao chịu nổi, trời mưa này biết khi nào hết đâu. Nó lại giơ tay. Có cách nào không? Mỗi lần á mà ví dụ mà nước chảy xuống nè, cái em muốn mà xả nước xuống tắm cái mắt dỡ lên đó, thì trong khi đó mình phải mò xuống dưới. Mình mới dỡ lên được. Bất tiện quá thì nó rất là bất tiện. Mình làm một cái vấn đề gì á mà phải cho nó là nó tự động hết. Bây giờ cuộc sống mình mà mọi thứ là nó sẽ tự động thì nó tự động nè, có nghĩa là làm sao mà nước xuống là nó mở ra, còn mà nước hết thì đóng lại. Vậy là mình phải mua ấy. Mình đi đâu mình mua cái đó ta? Ở đó làm gì mà có ai mà bán. Nhưng mà anh biết là bây giờ làm một cái không tốn tiền, trong vòng chỉ trong khoảng chừng 30 giây thôi. Đó, biết sẵn làm giùm em, trời thúi chết luôn á. Bây giờ ở cái bên nhà anh làm mấy cái, làm hết chân rồi, hết chân mùi hôi rồi. Bởi vì đây là hỏi đúng chủ đề luôn á. Tôi hốt ở nhà mình ai mà có mà bị cái tình trạng ống cống bị hôi mùi nè, hoặc là hệt hơi nữa đó, mình chỉ một phát làm là bao. Không đâu, sẵn chỉ em nữa. Ơi nhà em bây giờ mà em có cái miếng mà mốt không? Miếng mốt hả? Miếng mốt á, cái thùng mốt á. Có. Cái thùng mốt đó là được. Nhà thường thường nhà ai cũng có cái thùng mốt hết trơn á. Thùng nước đá đúng không? Thùng mốt bây giờ thùng mốt nước đá đó. Em lấy cho anh một miếng đây rồi anh sẽ chỉ cho em cái mẹo làm sao để làm ngăn ngừa cái ống cống. Nè anh thức, cái ống cống anh thức nè. Cái miệng nó vậy nè anh thức. Nó cái miệng rồi ai mà đục ra chân vậy? Hồi bữa nó bị nghẹt đó, rồi nước nó không thông đó, rồi cái mấy ông thợ ông làm gì đó, ông khoét lỗ gì đó. Lỗ hả? Lấy nước xịt xuống đó. Bây giờ là có cái nhiều cái trường hợp là nhà mình á là cái ống cống như nè cả nhà. Nó sẽ bị là lên mùi hôi rất là khó chịu. Mình làm sao á mà mình nhầm khi á là mình xả nước ra thì nó không hôi, nhưng mà ngưng lại á là cái mùi ở dưới lên nè. Tại do trời mưa gió bão bùng hôm nay á là rất là nhiều nên cái mùi ở dưới á là mùi ở ngoài, từ ở ngoài nó hực vô nhà mình. Chứ không phải là cái chỗ này nó hôi. Em đổ nước sôi đổ gì cho đã đi, nó vẫn bị. Có một cái mẹo mà rất là đơn giản mà để bịt được cái miệng nè. Đó, rất là đơn giản. Bây giờ em xả cho anh miếng nước rồi. Đó. Chỉ cần sử dụng một cái bọc thôi. Chỉ là bịt ra cái này là bịt tạm thời nha. Rồi, ok. Tắt lại. Nhà em có hai lỗ à. Đó. Đây, mình sẽ cọt cái bọc này lại cho nó cứng lại nha. Đây, đó. Cọt bọc này cứng lại. Đây, cái này là giải pháp tạm thời nha. Biết chi không? Chứ gì, để đẩy lại hả? Để lên cái bít nha. Ui. Đó, không còn nuôi nữa. Có làm gì đâu, thấy không? Đơn giản chỉ thí dụ mà cái nhà mình á là có cái lỗ ống cống nha thì mình cứ lấy đưa lên để cái bọc lên thì là bao nhiêu á là cái lỗ nó sẽ bít lại hết trơn, không còn một miếng nữa, dù chỉ một hơi nhẹ lên cũng không có luôn. Cứ đơn giản không, thí dụ bây giờ em sẽ xả nước nè. Đó, xả nước thì bây giờ nước nó sẽ xuống không được luôn đó, thấy không, nước nằm trên luôn, thấy không, ghê gì ta. Đó, xả nước thì nước sẽ nằm ở trên luôn. Bây giờ tắt nước đây. Đó, thì khi nào mình thấy nước đầy á thì mình dở lên này lên nè. Đó thì đó, nước bao nhiêu nước nó sẽ chảy xuống hết. Kín quá ta. Đó, chảy xuống rồi xong á mình là để bịnh lại cái. Nó rất là kín nha cả nhà. Rất được rồi, là anh tiện kêu lại. Em lấy mấy cái đó làm gì? Cái này á là để mình chỉ cho cả nhà mà một cái mẹo mà để làm một cái đồ mà bịt ống cống luôn. Đây mình ngồi ống cống mình làm luôn nha cả nhà. Nó cũng hơi có mùi á, hơi mùi nhẹ nhẹ đó. Mùi đặc trưng luôn. Đúng rồi, cái mùi đặc trưng. Đây nha cả nhà. Mình á là áo cống cao, ống cống ba lớn nè, thì mình sẽ làm sao mình kiếm một miếng mốt, miếng mốt vậy nè, miếng mốt vậy nha, cắt làm sao một cái nó thành cái hình tròn bằng cái miệng đó, đo bằng với cái đó đúng không? Đúng rồi, đo bằng cái miệng đó. Mình cắt thường thường mình kiếm cái chén cái gì á mình úp vô nó dễ hơn. Nhà có cái chén cái gì không? Có đó, trên đó luôn đó, có cái nắp này nè. Bây giờ mình sẽ đo thử nha cả nhà, đo coi nó vừa không. Đây cái nắp này nó vừa nè, thấy không? Thường thường cái nắp cái chén gì cái nào cũng vừa hết trơn á. Nó vừa vậy rồi, xong mình đưa ra ngoài nè. Đó. Mình lấy viết mình vẽ, hoặc là mình lấy dao mình cắt luôn. Đây. Thì đưa vô anh cắt luôn đi. Đúng rồi, đưa vô cắt luôn thì nó tiện hơn. Đây, đó. Đây nè cả nhà. Anh làm miếng mốt này là cái nắp của nó ha.
À, mình gọt làm mình chỉ là có cái mẹo này mới gọt mới tròn nữa thôi. Úp cái gì lên á, đó. Đó mình gọt theo cái đường nè là cho nó tròn. Một miếng mốt nhỏ thôi mà làm cái đồ ăn ngăn ống cống, ngăn bụi ống cống là tự động luôn. Đó. Bây giờ bên này nó phục vô rồi. Đây. Dao nhà em bén ghê chưa? Trời ơi, anh mới liếc cái bập lại đặt con dao nhà em bén ghê chưa nữa. Mới chịu à. Đây. Đó, mình sẽ được một miếng mà tròn như thế này. Được, tròn ghê chưa? Ủa, tròn rất là đơn giản, rất là dễ tròn. Đây, bây giờ mình sẽ lọt bỏ cái miếng này luôn nha cả nhà. Đây. Trời đó. Thì nó sẽ được như vậy nè. Thì mình sẽ tỉa vòng vòng lại cho nó đẹp đẹp hơn chút xíu. Cho nó ngay đường, ngay lối nè, lại. Mà cái này á, là cái giải pháp là nói chung là tự động mà ngăn mùi ống cống không còn. Đó, bây giờ em lấy cho anh vài cái tăm đi. Cái tăm phải không? Cái tăm xíu răng á là được. Để anh cắt cái này lại cho nó tròn lại. À, không cần tròn lắm nha cả nhà. Đây. Nó sẽ được như vậy rồi nè. Thì cái bề mặt này nó rất là bằng nha. Đây, cái bề mặt này nó rất là bằng. Đó, thì mình sẽ đặt xuống. Đây, đó. Mình đặt xuống là nó sẽ khít lại luôn. Đây, à, cũng nó khích sẽ khích lại. Nhưng mà nó nhẹ quá. Khích lại nó không có lên mùi vậy. Nhờ đó là cái nó nhẹ như vậy nè. Ừ. Thì mình mới sử dụng được ha. Tại sao? Thì bây giờ là mình sẽ đo. Đây nè, mình đo thí dụ mà là hai cái lỗ bên đây nè cả nhà. Đây nè, thường thường á là cả nhà mình có ống cống là nó không phép mấy lỗ này phải không? Là nó còn lỗ tròn nè. Đúng rồi. Từ đây qua đây, lỗ này là nó dắt ngang. Đây mình lấy cái tăm mình đo. Đây, từ giữa lỗ này qua giữa lỗ này nè. Thấy không? Đó, ngay cỡ khoảng nào. Đó. Thì bây giờ mình sẽ bẻ cái tăm ngay chỗ đó. Đây, mình sẽ bẻ cái tăm ngay chỗ đó. Đây. Đó. Và mình đặt ngay cái chỗ này nè, ngay giữa luôn nha. Đó. Đây, gọi là nó ngay giữa nè, đặt cái tăm ngay giữa nè. Bây giờ em đưa anh hai cái tăm đi. Đó, đây. Một cây, mình sẽ đâm từ trên đây xuống. À, mình muốn làm bằng dây chì cũng được, hoặc là cái gì cũng được hết trơn, không cần là cây tăm cũng được. Đây, nhưng mà mình chỉ cho cả nhà làm sao cho tiện lợi nhất. Đây. Đó, mình đâm hai cái tăm vô hai bên như nào cả nhà. Đó. Biết chưa không? Chị vậy, em mình chưa đặt hiểu xuống á, cho nó bằng. Cho nó bằng luôn ha. Đặng nó không có xê dịch được cái mà cái miếng này nè. Hiểu không? Hiểu rồi. Đây nè, thí dụ mà em đo gì vậy rồi thì em đặt hai cái này vô ngay lỗ nè. Đó. Thì á, bao nhiêu mà nước xuống á, nước mà nó xuống là cái miếng mớp nó nhẹ. Ừ. Cái miếng mớp nó sẽ đẩy cái miếng mớp lên. Ừ. Đó. Nhưng mà hết nước rồi cái miếng mớp nó sẽ tự động chạy về vị trí cũ. Là nó đẩy là được. Đó, nó sẽ tự động đẩy. Cũng tại sao? Ta. Tại vì ở trên đây nè, cả nhà thấy không? Ở trên đây là thường thường có mấy cái lỗ đây. Đúng rồi. À, một lỗ, hai lỗ. Thường thường mình sẽ gầm 4 cây, nhưng mà ở đây còn có 2 cây, mình gầm 2 cây. Đây nè, mình đặt cây tăm vô nè, thấy không? Đó, ngay hai cái lỗ nè. Đó, xong mình buông xuống là nó sẽ tự động nó dính ngay chỗ này nè. Ừ. À, nước tới, nước lên, tại miếng mớp này nó nhẹ, nó sẽ đẩy cái miếng mớp lên thì nó sẽ chảy nước vô được. Ờ. Rồi xong hết nước cái miếng mớp này sẽ nó tự động sẽ nó đẩy lại chỗ cũ. Đúng rồi. Còn mình không gắn cái tâm á thì nhiều thì khi sợ nó đi chỗ khác. Đúng rồi. À. Ý, thông minh ta. Ủa công thức tivi mà phải biết chứ. Chưa trời. Vậy là xong rồi đó hả? Vậy là xong rồi đó. À, bây giờ một là mình xài bọc, còn hai xài đó. Thì bây giờ em thử thời em xả nước trên rãnh xuống đây. Giống như mình thấy cái nào tiện thì mình xài. Đây, nước là cả nhà, nước xả nha. Đó. Đây nước xả. Đó, miếng mớp nó sẽ tự nổi lên. À. Cả nhà thấy miếng mớp nổi lên chưa? Nổi lên kìa. Đó, miếng mớp nó sẽ tự động nổi lên. Đó, còn bao nhiêu nước nó sẽ chảy xuống hết. Đây cả nhà coi nè, nước bao nhiêu chảy xuống hết, không có nghẹt nước nha. Tại vì á, nước càng nhiều là cái miếng mớp nó nổi càng cao. Dạ. À, thì nó sẽ hút càng mạnh xuống. Ok. À, rồi bây giờ em tắt nước nữa đây. Đó, tắt nước. Đó, rồi. Ê, rút xuống được, mình khỏi cầm cái bọc mình. Đúng khỏi rồi, mình không cần đó. Đó. Wow, hay rồi. Ta. Đó. Cái miếng mớp lại ngay chỗ cũ, bít ngang cái lỗ ngang liền. À, không có còn mà để cái tình trạng mà mùi bốc lên. Đơn giản không? Quá đơn giản. À, ví dụ một thời gian mà cái này nó bị hôi, bị hư gì đó. Đem chụp văng bỏ, lấy một miếng mớp khác cắt tròn, lấy cái tăm khác cắn vô. Ủa đơn giản. Em không, em không? Bây giờ đứng lên xả nước lại cái nè. Coi được không? À, coi mình làm cái đồ mà để ngăn mùi tự động như vậy, cả nhà thấy có được không? Đây, cho dù mà xả lên luôn, xả lên miếng mớp luôn nè. Thì miếng mớp nó vẫn nổi nha. Đây cả nhà thấy không? Đó, dẫn xuống nước bình thường. Đó, tại vì miếng mớp nè, càng nước càng nhiều. Đây miếng mớp nè, nước càng nhiều thì miếng mớp nó sẽ nổi càng cao. Đó, thì tự động là nó sẽ nổi cao lên, nước nó sẽ thoát xuống. Tắt quá nước rồi. Nó tự nước xuống.
Rồi ok, tắt nước. Miếng mắm từ trên nó sẽ chìm hết hồi xuống. Hết hồi luôn. Nãy giờ hết mùi phải không? Đúng rồi, nó không khá lên. Nó sẽ chìm xuống. Rồi xong, đây là cái đồ mà để dành đó là ngăn mùi ống cống tự động của mình chỉ bằng một miếng mốt nha. Cả nhà thấy mẹ mình có hay quá hết thì nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình. Hoặc là ai mà làm biếng làm quá thì lấy cái bọc như nè, dục vô đại.